Bình mến chào quý cô chú anh chị, mến chào bà con cô bác đang xem kênh của Bình Đen. Thì hôm nay Bình lại tới nhà của chị Mộng Kha. Sau khi giấc trưa chị Mộng Kha đã bán vé số hết rồi ha cả nhà. Thì bây giờ Bình mời cả nhà coi bữa nay chị Kha, cuộc sống của chị Kha hàng ngày, khi mà bán vé số về để đi quay cùng với Bình và dùng cơm như thế nào ha. Thì bây giờ Bình mời cả nhà cùng tiến vào trong nhà cùng với Bình ha. Đây cả nhà, thì cuộc sống hàng ngày của chị Mộng Kha. Chào chị Mộng Kha, sau khi mà mình đi bán vé số về đó thì chị chuẩn bị đi đâu mà mặc đồ ruộng vậy? Chị đang bà chuẩn bị đi mò cá. Mò cá hả? Mò cá. Mò cá mò cua ở đâu vậy? Mò cá mò cua ở ngoài kinh dưới kia á. Thì bữa nay thì chị tính làm video gì cho bà con cô bác xem nhỉ? Bữa nay chị mò cá rồi chị nướng ở dưới ruộng luôn, rồi đem gạo, đem bột ngọt muối về đem này để nướng với ruộng luôn cưng. Rồi cảm ơn chị ha. Thì bây giờ thì đồ nghề chị cũng đã chuẩn bị rồi đúng xong không? Rồi rồi thì Bình mời cả nhà đi ra ngoài cánh đồng cùng với chị Mộng Kha ha cả nhà. Em chào chị Mộng Kha. Thì chào bữa nay mình đi đâu vậy chị Kha? Chị bữa nay đi mò cá, mò cá mò cua bắt ốc đồ này kia nọ cưng ơi. Dạ, thì bữa nay có ai mà đẹp gái dữ vậy chị Kha? Em của chị. Em nuôi của chị. Tên gì vậy? Tên Thảo Xua. Thảo Xua lúc trước cũng có quay chung với Bình Đen rồi ha cả nhà. Thì bữa nay lúc này Thảo Xua đi làm ở đâu vậy Thảo Xua? Làm lô tô Hài Linh ở bên Tâm Sóc á. Làm lô tô. Đi theo lô tô hả? Thì bữa nay đoàn lô tô mình hát ở đâu mà qua chỗ chị Kha chơi vậy? Chợ gì? Đây ối. Ơi, chợ đây ơi, gần nhà chị Kha nè. Gần nhà chị Kha. Chị bán vé số mới gặp á. Chị bán vé số mới gặp ở chợ. Vậy là chị em cũng quen nhau lâu rồi hả? Cũng quen cưng lâu rồi, chị đi hát ở ngoài chùa gì, chùa Tết Chết vậy đó. Sao Chết ngã năm á. Cũng có tặng hồi đó, chị làm hề làm buồn giống ông cha mẹ lừa chết rồi đó. Chị làm đóng tuồng á. Rồi đi xin tiền này cái nọ, em Xua cũng cho tiền cho chạy dầu thun cho chị nữa. Ghê vậy? Cũng mấy năm rồi, hồi đó chị đi hát mấy năm, hồi đó cho chung chùa chưa có sân khấu đâu hen. Chưa có sân khấu đâu. Chị đi hát đẳng. Thì bữa nay chị Kha tính làm ẩm thực gì vậy chị Kha? Chị Kha chị nấu cơm rồi chị đi mò ốc mò đi bắt ốc bắt cua gì cái nọ rồi chị bán chị nấu ăn cơm nướng ăn. Nướng ăn ha. Thì em đó. em thấy hiện tại giờ mình nhúng lửa là làm gì chị? Nhúng lửa này chị để nấu cơm. Nấu cơm ha. Nấu cơm chị dùng đây luôn à. Nấu cơm dùng đây luôn hả? Thì giờ sáng giờ mình bán vé số được mấy tờ mà giờ này mình rảnh đi quay video cùng với anh em YouTuber vậy? Chị đi bán vé số chị lãnh 5 giờ chị lãnh rồi chị đi bán vòng chợ Đai Úi đó. Có anh em thương chị rồi giúp đỡ mua chị, thấy chị rồi kêu chị mua người 2 tờ, 3 tờ, 5 tờ, 10 tờ gì. Chị bán trong chợ Đai Úi vô trong xóm này cái nọ đó. Bán được cũng hai mấy và chục tờ rồi chị chạy về thấy tối chạy chị về chỗ mà đám cưới á. Đám cưới chỗ nhà anh Sương á. Chỗ đầu cầu Đai Úi, đầu cầu mà bên sông này nè, đám cưới bên sông này chị vô bán. Anh em thấy chị đạp xe đạp đi ngang anh em kêu chị vô, chị Kha ơi bán gì vé số vô đây em mua cho vô đám cưới nè, chị đi vô anh em tiếp mua người 5 tờ, 3 tờ, 2 tờ, 1 tờ, có khi người có mua 10 tờ nữa. Nói chị Kha, em tiếp mua chị Kha là mua nhảy với em chơi ở đây đi chút hết rồi. Chị nói rồi tiếp mua chị còn ba mấy 40 tờ sáng chị đi tới chùa đó cũng bán hết hai mấy mười mấy tờ nữa, cũng sáng sớm khoảng ba mấy tờ gần 40 tờ chị sáng sớm chị đi bán cỡ 8 giờ mấy hết rồi. Vậy là bữa nay mình làm ẩm thực tại đồng quê luôn hả chị? Đồng quê luôn. Nướng cá đâu hả? Dạ nướng cá, cá rồi nướng ha. Thì bữa nay mình nấu cơm tại đây luôn ha chị. Thì chắc có lẽ là chị đã từng nấu cơm ở ngoài đồng hay là ngoài vườn ha, cho nên là biết chị ha. Đi hát á, đi hát chỗ kia cũng nấu cơm giống vậy nè. Đi lá hát lễ cầu an á, nấu cơm giống vậy nè. Thấy lúc này Thảo Xua mặc bộ đồ này kia, móng tay móng chân thấy đẹp ha chị. Em của mình lại theo chị chơi.
phận là con gái giống với nhau mà người ta khác với mình đó hả chị? Để chị ơi chứ. Hả chị? Thấy em của mình khác với chị Kha đó hả chị? Em mình thấy sửa soạn sạch sẽ, móng tay đỏ chét luôn. Chị cũng sửa soạn nè, móng tay chị nè. Móng tay màu gì vậy? Móng tay chị đi bắt ốc. Móng tay bắt ốc ha. Bán đi số. Chị 5 giờ chị đi lãnh nữa, chị đi bán vòng vòng tới 8 giờ tối mới chị về. Thấy đám thấy gì chỗ nào chị đi vô rồi bán. Không có đám, bán đám này được mớ, đám kia được mớ, đoán vòng vòng mấy anh buôn cà phê mấy anh gì chị vô hết trơn á. Tại mình có xe đạp của mình đạp cọc kẹt đi gì đó. Tới 8 giờ chừng nào chị đạp hết nổi thì về nhà. Người nấu cơm vậy có khi nào chín không chị? Chín cưng, chín. Chín không à? Chứ anh thấy gió quá trời nè. Không sao đâu cưng. Có thang là chín hết. Có thang là chín hết ha. Thì bữa nay thì chị Mộng Kha tính làm ẩm thực. Tức là hồi sáng thì chị Bình cũng có mua vài con cá lóc nhỏ nhỏ, cá lóc đồng á cả nhà. Thì đem lại cho chị Mộng Kha làm ẩm thực cánh đồng quê ha. Thì bên cạnh đó thì mình cũng có mua rau này kia đầy đủ rồi. Chủ yếu là chị Mộng Kha ra ngoài đồng để chia sẻ toàn cảnh cánh đồng bát ngát tại thôn quê của chị Kha ha cả nhà. Đây là toàn bộ Bình cùng giống như là chia sẻ chất mật mạp của thôn quê ha chị Kha. Đúng rồi cưng. Thì bây giờ mình nhúng lửa cho nhiều vô rồi mình nướng cá luôn hả chị? Xíu cơm xong rồi nướng luôn. Xíu nướng xong, cơm xong rồi mình nướng luôn ha. Chứ cơm này chắc ít nhất cũng phải nửa tiếng nữa. Chứ thấy lửa cháy nhỏ quá chị Kha ha. Cũng được rồi cưng ơi. Về nhà chắc phải chà cái nồi này lửa quá. Không sao đâu, chị chà được. Chị đi hái cà phê cũng vậy á. Giấc trưa là chị nấu cơm vậy đó, đi ngoài Lâm Đồng á. Đi hái cà phê cũng vậy hả. Giấc trưa là nấu cơm rồi vậy đó, đốt củi vậy đó. Lấy cây cà phê á, cây cà phê chị ôm một đống gì, chị để nồi vậy, khỏi đào lò đâu. Chị để nồi lên trên luôn à, nó ăn được luôn à. Ở bển thì cây cối này kia dễ nhiều ha chị. Nhiều lắm. Rồi sông này chắc chị mò ốc bắt cua chắc cũng hết hả chị? Chị mò hoài ha. Sông giờ này xuống mò cũng còn nữa. Mò ốc bắt cua thì chắc cũng hết rồi. Mà chị bữa nay thì đặc biệt lại làm ẩm thực tại cánh đồng thôi cả nhà. Chứ chắc Bình không cho chị Kha xuống đâu. Tại vì gió rồi trời nó chuyển lạnh á. Em sợ chị Kha, sức khỏe chị Kha yếu á. Nên em không dám cho chị Kha xuống mò ốc bắt cua đâu hả chị? Trên bờ thôi. Ở trên bờ thôi. Mình nướng cá rồi dùng cơm ẩm thực thôi ha. Hả chị? Thì chút xíu nữa em sẽ cập nhật về giai đoạn cơm sôi này kia cho cả nhà xem ha. Ủa mà quên nữa, hồi nãy á chị Kha được nhận tấm lòng từ anh chị về món đồ quý giá nhất trong đời của chị đó chị Kha. Là nhận đồ đầm không? Đầm em cho chị á, em ở ngoài cầu sập á. Là cho chị hình như là 20 mấy bộ luôn hả? 20 mấy bộ, thương chị lắm. Chắc là chị mặc tới Tết luôn quá. Mặc tới Tết chưa hết nữa. Còn Tết là còn cho đồ chị ha. Không à. Cho chị. Thấy chị không có đồ đạt gì đó. Em thấy chị thấy đêm cưới á. Thấy chị thấy ngang qua cầu nhà chị đó. Chị nói ủa em kêu chị, kêu ủa chị Kha, em thấy chị lên cái gì, lên trong truyền hình YouTube vậy đó, thấy chị em mắc cười, chị cũng chết cho nói ủa không phải, chị nói không phải chị đâu đấy, em biết chị mà. Rồi mới chị nói cưng, nói chuyện, nói mình vui, nói chơi vậy đó, nói em có đồ đầm gì cũ để cho chị bộ hai bộ, chị để bận đi bán vé số hoặc là làm tiếu rồi đó cơn. Làm hài làm tiếu như này cái nọ, nó mới cưng kêu chị đi, kêu đi đi nhà em thử đi, cái nào vừa em cho chị hết á. Chị đi soạn với mẹ của cưng nữa, chạy soạn đồ cho chị cũng nhiều lắm. 20 mấy bộ á.
Dạ. Nhiều lắm. Thì đồ mới không à? Dạ. Không có đồ cũ, đồ mới không à? Chưa có khui tem nữa. Thì cho hỏi ấy, lúc trước Thảo Xua thì cũng có quay cùng với Bình đúng không? Đúng rồi, Xua. Đúng rồi. Thì bữa nay thì Thảo Xua cũng lại tới đây một phần để gần nhà của chị Mộng Kha. Thì cho nên qua tới đây để cùng với chị Kha cũng giống là tâm sự chị em lâu ngày không gặp ha. Lúc này thì thấy cũng hot trên cộng đồng mạng ha, đúng không Thảo Xua? Thì cho nên Thảo Xua thì cũng là vừa bạn của idol Thảo Xương một thời gian đúng không? Thì cho nên là cuộc sống vì cuộc sống đường ai nấy đi đúng không anh? Đúng rồi, Thảo Xua. Chị Thảo Xua. Đúng rồi, tại mình đi theo đoàn thấy xa nhau thời gian lâu lâu mới gặp nhau nữa. À lâu lâu mới gặp nữa ha. Có nhịp gì mới gặp nữa. Tại thì theo đoàn ở đâu mai đó gì đó. Đúng rồi. Ở đây không có bệnh gì đó thì chơi sớm này sớm nọ. Ồ, em thấy cơm nghe tiếng vậy. Xôi rồi con. Xôi gì? Trời ơi, xôi nè cả nhà. Xôi rồi. Mau thiệt. Rồi đẩy lắp lại đi anh Thảo Xua. Ồ, nhanh thiệt ha. Rồi chút xíu nữa mình sẽ cập nhật lại cho cả nhà xem ha. Dạ. Đó cả nhà, thì sau khi mà chị Mộng Kha đi bán vé số về thì Bình cũng có ghé tại nhà của chị Mộng Kha để ghi hình cho cả nhà xem đó. Thì bên cạnh đó thì chị Mộng Kha cũng chưa ăn cơm ha cả nhà, chưa dùng cơm. Thì qua ruộng cùng với Thảo Xua và anh Vũ và chị Mộng Kha và Bình Đen để làm món ẩm thực thôn quê tại cánh đồng bát ngát quê của chị Kha ha. Thì bên cạnh đó thì Bình cũng có mua cá đồng là nửa ký và dưa leo, rau này kia. Rồi bên cạnh đó thì chị Kha có đem đồ gì qua với chị Kha? Dạ chị có đem muối, ớt rồi muối với ớt chứ hả? Thì chị quên coi nữa. Nước mắm nữa cưng ơi. Muối, ớt, nước mắm nữa. Nước mắm, bột ngọt nữa. Đường nữa. Có me nữa cưng ơi. Đem đi ra ngoài đồng vậy hả? Có me nữa. Nè. Bữa nay lâu rồi mới gặp Thảo Xua ra cho Thảo Xua ra đồng dùng cơm ha. Cho đồng. Cái đồng. Đừng có buồn chị nha. Ra ngoài đồng dùng cơm ha. Thảo Xua quen đi đoàn lô tô ngoài ruộng rồi. Khổ gì đó ngoài ruộng á. Lễ cầu an. Trời nắng. Nấu cơm cũng ngoài ruộng vậy ha. Mà vui ha. Ba đêm vui á. Lô tô cũng 3 đêm, nhiều kê cũng 3 đêm. Nhưng mà lâu lâu mình nhớ tới cái cảnh mà mình nấu cơm ở ngoài vậy á. Thì chị Thảo Xua và chị Mộng Kha thì cũng đã từng đi bằng mướn hay là đi theo đoàn thì cũng ăn cơm ở đây đó đúng không chị? Đúng rồi. Đúng rồi. Thì cho nên là hai chị cũng đã quen rồi phải không? Quen rồi. Công việc rồi. Đi lễ cầu an cũng đi dục kê luôn tôi vậy. Đi tới lễ cầu an là nấu ở ngoài ruộng đó. Sắp sửa vô vụ nữa rồi. Có mấy tháng vô vụ. Nấu gì nhớ trực mình đi hát ha. Đi múa, đi hát dục kê á. Rồi trời nắng chang chang chuyện đồ vô. Giác âm thanh rồi sân khấu vô. Đúng rồi. Trời nắng chang chang. Cực khổ gì mà vui. Dạ. Cái gì mà vui đó. Khét không cơ? Không khét đâu, còn nước mà. Chưa đâu. Nè, chưa khô nước nè. Chưa khô nước, đừng có mở hoài, nó không chín. Mở hoài đó. Nó chín đâu, để cũng hay thiệt ha. Nấu cơm cũng hay ha. Vậy đi, khỏi thổi đi, gió thổi vô ơn. Đó, chị Kha thì cũng đã nướng cá ha, đốt cá chứ không phải nướng ha cả nhà. Đốt cá. Rồi cả nhà, thì chị Mộng Kha thì cũng đã chuẩn bị nướng cá, đốt cá chứ không phải là nướng ha cả nhà. Bỏ cá vô than luôn à. Đốt chứ nãy giờ thì Bình đang nhúm lửa, thì chị Mộng Kha với Thảo Xua thì đang nấu cơm. Đó, thì cá lóc này Bình mua là nửa ký ha cả nhà. Cá lóc đồng. Đúng là cá lóc đồng không phải chị Kha? Đúng con ơi. Theo là thôn quê của chị á, chị thường xuyên đi bắt cá đó. Cá này cá đồng hay là cá gì? Cá đồng con ơi. Cá đồng hả? Cá nuôi thì nó bự bự lắm. Bự bự mà khá cái cá đồng mình.
Nó bự mà nó hơi mập nữa. Rồi đốt gì nó chín không chị Kha? Đốt gì chín lắm, cá này đốt mau chín lắm cưng. Cá nhỏ ha. Nó mau. Thì sau một thời gian vừa nấu cơm và vừa đốt cá thì Thảo Xua lấy rau ra lật đi Thảo Xua. Nói chung là bữa nay là buổi dã ngoại của Thảo Xua và Thảo Xưa và mà Thảo Xua và mọi người Kha cả nhà nó lộn hay cả nhà ơi. Thì ở ngoài đồng đồng ruộng bên nông thì thấy cái cuộc trải nghiệm hôm nay không có thể là thú vị hơn với cả nhà, thật chân thật. Đó thì con cá lóc chị đã nướng. Hay quá. Rồi phía bên kia là chị Thảo Xua đang chuẩn bị đặt dao. Để gì? Ngon không chị Kha? Ngon. Cá này ngon. Mấy con hả? À? Cái này 5 con cân ngay. 5 con 5 mà con. Nướng một lát chắc còn 3 con. Không sao đâu cưng, chị dọn đây không lộn với than hả? Nó hơi khét lộn với than thì lật rồi, lật rồi. Nóng không chị? Không, chị nóng gì. Ngồi ở trên gió ha? Không vậy được cưng ơi. Để con kia nó vô vô bên kia đi chị. Con kia kìa, con đó nó để vô chỗ than á. Đúng rồi đó. Này mình đốt mà cũng giống như nướng vậy ha chị ha? Đốt. Nướng nó hơi lâu chút cưng. Đốt nó mau lắm, tại mình để tới lửa mà. Mình không dò một hồi nó khét á. Tại mình lật đó gì nó không có khét. Đúng rồi. Hồi xíu nữa mình phủi nó ra ha chị. Đúng rồi. Đặc biệt ở đây không có cái chuối ha. Sao rồi? Rồi chín con rồi. Chưa đâu. Chưa hả? Chưa đâu. Cái này chắc còn nữa. Ở lưng này. Chị để chỗ nào than á? Chứ em thấy là chưa chín rồi chị ạ. Chị thấy hơi khác. Khác thì nó khác bên ngoài thôi. Đúng không? Đó, lật qua lật lại á. Đốt cơm với nướng đốt như vậy ai ngon hơn hả chị? Đốt này ngon hơn cơm. Sao vậy? Nó tại gom nó cháy nó có gì? Có khói không à. Nó không có bằng chắc bằng lửa nè. Lửa này nướng rồi đốt gì cũng ngon lắm cơm. Ngon lắm hả? Nướng thịt nó gì cũng ngon. Còn đốt gom thì nó chỉ một đốt một lần nó cháy hết rồi còn khói không à. Này nó chắc ấy, nó lửa chắc nữa. Nó có than ha. Có than lửa chắc nữa. Nhưng mà thấy đốt kia thì thấy nó ngon hơn hả chị? Tại vì gom á nó chín đều hơn. Còn này thì nó mau khét. Này mau khét, gom nó có lửa nó, mình để hồi mình mới lật lại. Này mình không lật là khét. Đi. Nhanh quá ha. Trong vòng gần, chưa đầy 5 phút nữa. Chưa đầy 5 phút ha. Chị Mộng Kha thì đang cả nhà đang nướng cá, đốt cá ha. Còn Thảo Xua thì lấy cái thao mò ốc bắt cua đó. Thì múc nước xong lên rửa dưa cải luôn ha. Đúng không chị Mộng Kha? Chị Thảo Xua. Đúng rồi. Xin lỗi nói lộn hoài luôn cả nhà. Lột vô lá vô leo. Đó. Lột vô leo đặng chút dùng cây nhà lá vườn. Cây nhà lá vườn coi nè. Rau vô leo có nè, với cải nè. Chắc lát nữa và Thảo Xua thì chắc cũng biết nấu đâm muối ớt không? Biết. Hả? Biết hết trơn à, tại đi đeo đồ nấu cơm giống mấy lính ăn. Vậy đeo đồ lô tô là làm cơm giống lính ăn á. Hèn chi thấy tay này kia mềm mại á. Đi theo đoàn cái năm nay rồi. Nấu cơm cho lính. Ngày thì nấu cơm, thằng đêm thì trang điểm lên bán vé lô tô. Vậy là mỗi một lần một đêm vậy mình diễn là người ta trả mình sao? Trả tháng hay là trả theo sản phẩm? Hồi tháng hạn thì là tính tháng, bây giờ mình tính ăn sản phẩm. Ủa sao lại vậy? Thì một vé bây giờ là ông chủ cho ăn cho mình lời 1.000. Là
với nhau hết hay là hết chơi nguyên đoàn? Là 1.000 đó là chia nhau hết luôn hả? Không, 1.000 thì mình bán giấy lấy ơn mình nè. Một mình đó hả? Một mình. Giống như mình bán giống thì như bán giấy số vậy đúng không? Giấy số vậy đó. Ai bán được nhiều thì đó, số tiền thì cũng được nhiều, cũng 300-400 ngàn gì đó. Rồi ai bán ít, bán chậm thì được ít. Rồi mấy đứa chọi lon như vậy, chọi lon thì nó được số tiền nhiều thì được nhiều. Khi được 100, khi 150, khi 50 ngàn cũng có nữa. Thì theo đêm nào khách nhiều thì đông thì là... Giống như bữa nay thì qua nhà của chị Mộng Kha đó, chị Mộng Kha không có gì đãi mình, ra dắt chị Thảo Xua ra ngoài cánh đồng bát ngát để đãi. Đãi mà đồng này nó vui. Vui không? Thì lần này kể là giống chuyện hồi xưa. Chuyện hồi xưa, hồi xưa hai chị em hả? Chị em hồi xưa gì đó. Từng đi chăn bò. Chăn bò, chăn trâu. Chăn bò, chăn trâu gì đó, làm gì cái hầm cá ngoài ruộng hồi xưa, cá nhảy hầm đó. Đó là hồi xưa mình làm lúa mùa, không phải làm lúa phần nông đời bây giờ đâu. Hồi xưa nó làm có một mùa lúa thôi. Giờ nó làm tới hai mùa, ba mùa. Giờ nó khác hơn hồi xưa nhiều lắm rồi. Ủa, cái nào thúi bỏ đi. Ở ngoài đó hư á, bỏ đi. Lấy cái trong thôi. Bên đây là ăn rau chấm với nước mắm mè. Đó cả nhà. Nước rửa ít quá vậy. Tôi sẽ múc thêm. Lấy bột. Ở ngoài chợ sáng à? Gặp ở ngoài chợ, đi mua đồ ăn cho mấy đứa ăn là trong đoàn nè, rồi sáng đi gặp bả ngoài chợ đi bán vé số đó, rồi kêu bả vô quán cà phê chị em trò chuyện hỏi thăm. Rồi sang dịp bữa nay cũng rảnh ha. Cũng rảnh rồi, lắm cơm xong rồi bả kêu qua nhà chị chơi cho biết nhà, hồi nào giờ không biết nhà chị Mộng Kha. Rồi bả kêu qua nhà bả chơi cho biết nhà, rồi bả dắt qua mai ruộng làm nước cá nấu cơm mai ruộng. Cái này là 5 triệu hồi xưa đó. Hồi đó là còn hồi đó có gì gì đóng rơm ha. Đóng rơm, dễ ha. Đóng rơm mà ruộng mà. Bây giờ rơm bây giờ là cắt không. Vừa mới xong là có máy cuốn. Cuốn hết trơn rồi, cuốn đem về bán cho bò ăn khi ta đẩy trồng gãy. Chắc nên đi xài trồng gãy nhiều chứ không có bò ăn nhiều. Đóng rơm. Đầm đóng rơm nữa. Rơm giờ đó. Hồi xưa thì đốt bỏ không phải không? Giờ không đốt đâu, về cuốn hết trơn luôn. Cuốn làm cuốn chuyện hết. Đám gì? Chị Kha, mình nướng cá chín chưa nè? Chín rồi. Chứ em thấy hên xui rồi nha. Cái này chín rồi cưng ơi, chị đang cạo cái mà đang ra nè cưng. Cạo dậy nó. Dậy. Chị không quên. Mấy con, còn mấy con? Cũng còn 5 con yên nguyên à cưng ơi. Cũng còn 5 con à. Cào dậy chỗ đang nè. Cào nó ra. Đó. Xong được, ha. Được 3 con rồi đó, còn 2 con nữa. Bóp thử là chín chưa, mềm chín rồi, mềm là chín rồi cưng. Mềm là chín hả? Cá này dễ ấy hơn cá đó, cá chợ. Cái chợ nó cá nuôi khó đốt lắm. Cá nuôi đốt thì nó ra mỡ đúng không? Ra mỡ nó không có gì chín. Cũng chín gì mà lâu lắm. Mình đốt lửa hơi sơ sơ á. Còn đốt quá là khét, không chín luôn. Nếu mà cá chợ á, thì mình đốt á, thì nó ra mỡ đúng không? Đúng rồi. Rồi xong cái dãy của nó mình cạo là nó có mỡ liền đúng không? Còn cái này là biết chắc chắn là cá đồng rồi hả chị? Cá đồng rồi. Tại vì mình cạo nó thấy nó da nó khô nè đúng không? Thấy nó khô gan nè. Còn cá chợ cạo vậy nó dậy nó chóc nó theo á. Nó chóc theo phải không? Đúng rồi. Bữa nay ăn đồ ngon ngoài đồng rồi ha. Cá nướng. Cá đốt chứ, cá nướng. Cá đốt, không phải nướng. Cá đốt, phải cá nướng. Cá đốt là gói với salad đồ đó, với leo này cái nọ. Rồi đó, phần chị xong rồi đó, đốt xong rồi. Xong rồi ha. Chị xong rồi.
Rồi. Đó. Tới bắt đầu tới giai đoạn đâm muối ớt ha. Ờ, giai đoạn đâm muối ớt chị này. Nè. Có đống thau gỗ sẵn hả? Nè. Có sẵn đó. Luôn. Cái này lá gì? Lá cây bàng. Cây bàng. Có sẵn ha. Có sẵn mà ngoài ruộng mà. Rồi đó. Tiếp tục hành trình ha. Đi tới giai đoạn đâm muối ớt ha cả nhà. Đâm nhẹ nhàng. Cái này chán cho á, chán cho vậy, chán mũ. Chán cho. Chán lên nữa, lỗi. Chị lên. Cái này chán cho. Đâm nhẹ nhẹ thôi, đâm mạnh không được hả? Chị tính nói chàn cho á mà quên hả? Xin lỗi. Quên. Chán cho thôi. Này đâm mạnh là bẻ. Đâm mạnh là bẻ hả? À, trang mũ nó giòn. Trang mũ chị nó cũ lắm rồi. Lâu chưa? Rồi gần năm mấy rồi. Lâu rồi. Đó thì bây giờ cũng đã rau thì cũng đã rửa. Cá thì cũng đã nướng xong. Cơm thì cũng đã chín. Đó cả nhà. Nhanh ha. Mà ở đây không có cây chuối ha chị Kha? Không có cây chuối ở đây, ở khúc trên mới có. Khúc này có cây bàng thôi. Cây bàng ha. Cây bàng vậy đó. Cây bàng. Thì cả nhà mỗi người một công việc ha. Đó. Đại Thảo Xua mà rốt cuộc cũng bắt Thảo Xua làm quá trời làm luôn rồi cả nhà. Cơm cháy ngon quá trời. Yeah, có cơm cháy luôn kìa. Nè, quá trời ngon luôn rồi. Nè. Quá trời luôn. Rồi, người ăn bằng cái gì cơ, không có lấy chén lấy gì lại hả? Bắt tay cưng ơi. Trời ơi, cơm nóng hổi bắt tay. Chị đi hái cà phê cũng bắt tay à. Nè. Ở cà bên cam á. Cam. Dĩa, bắt tay. Ăn gì mới ngon. Ê, chút xíu mình ọ. Được đó. Nè. Chén này mình mua ở đâu vậy chị? Chén chị mua ở ngoài cái cây á, cây bàng á. Cây bàng á. Người đưa đũa. Dạ. Dạ. Cây này người ta ăn mà ăn với mà gì? Lá xè, bánh xèo á. Nè. Rồi đưa đũa. Đũa đâu? Khỏi đôi tay cưng ngươi. Đưa đũa cây còng đi. Kiếm cây còng làm đôi đũa đi. Mấy anh em là coi như là ô không có đũa ha. Bữa nay chị Kha cho ăn bốc thiệt rồi Vũ à. Ăn chén mà. Ôi, để vô. Cái này mâm cưng. Có mâm luôn rồi, cái bừng cá lên mới được. Mâm này là đồ chị mò cá. Đồ chị mò ốc. Kệ đúng sao đó. Bắt ốc á. Cây nhà lá vườn mà. Gì đây? Coi có chén không? Né chén mà chị nè. Chén này nè. Đúng ẩm thực của cả nhà. Nè. Chén đó. Chén bằng lá luôn đó cả nhà. Chén mới ngon cưng ơi. Được à. Đúng là chân chắc luôn. Chân chắc này để cưng để lên trên đó luôn. Để lên đó cái luôn đó cưng. Đó. Vậy nè. Con ấy này vậy nè cưng. Rồi. Sự trải nghiệm của chị Kha quá tuyệt vời. Tuyệt vời. Ngồi đây cưng. Khỏi đũa luôn đi. Khỏi đâu? Nè, đũa nè. Đũa này móc ở trên cây á. Trên cây xuống á, không có dính gì đâu. Nghiền đôi đi. Đũa bẻ trên cây xuống. Đâu, kiến nhiều lắm kìa. Kiến không sao. Ố đũa gì có kiến nữa trời. Cái đũa này là độc lạ Bình Dương á. Nè, hơn cái sự độc lạ luôn á cả nhà. Nè chị mời cưng nè. Nè. Có đôi đũa nghe cả nhà đâu. Đôi đũa nè cả nhà. Đôi đũa có một không hai đi. Nay mình chạy một chiếc được tới hai chiếc là hơi khó luôn á. Cho đũa xua một đôi á. Nè xua đũa cưng nè. Nè, nè cưng. Ủa cưng, ăn quét hả? Đây nè, cưng có đây nè. Ăn keo luôn. Ôi đôi đũa mà còn kiến quá cả nhà ơi. Thôi. Ôi kiến cắn quá trời. Cắn quá rồi. Ăn cơm mà đôi đũa này kiến quá. Không bỏ đi, đôi đũa kiến. Quá. Trời ơi.
cả nhà ơi, lần đầu tiên ăn cơm bằng cái nè, cho em cái đôi đũa huyền thoại. Nè, đôi đũa cho nhỏ vậy đó. Rồi nó kiến chưa ăn cơm nó kiến cắn rồi. Nè bơi cho chị. Tiên trải nghiệm kiểu này luôn á, cái nhà dùng cơm nha, dùng cái nhúng keo nè. Đó. Rồi. Ngon á. Giống gói xôi quá. Nè, hết sĩ con bà bảy nè. Ố đùa gì đẹp cái vậy em. Ăn cơm mà chỗ thấp chỗ cao đấy, cái nhà không ngồi đi. Anh cái đi. Thôi được rồi, cảm sao đó mình xong. Đó thì mời cả nhà dùng cơm. Dùng cơm ở ngoài đồng quê ngủ. Khoan, trước khi mình dùng cơm, mình phải cúng thần tài để ở ngoài cái ở ngoài cúng chút đúng rồi. Cho phước mặt phước mày ở đây dùng cùng với mình ha. Dưa leo cũng có nè, có đủ thứ đi cưng, đủ thứ đi, bắt đủ thứ đi. Ngồi đi cưng. Cho con cháu chấm. Đi từ đâu phước mày mạnh khỏe, đi tới đâu người ta thương tới đó, cho con cháu mạnh được. Rồi phước mặt phước mày ở đây dùng cơm với con cháu ha. Rồi mình để gốc này đi, đôi khi người ta không dám lại dùng á. Rồi mình để gốc cây này đi ha. Trước khi Kha dùng cơm thì Kha chỉ mời chị Kha mời bà con cô bác anh chị mình gần xa trong nước và ngoài nước, còn các em bé nhỏ nhỏ nó ăn cơm với chị cho vui nha. Rồi mời em Xua và mời hai em YouTube ăn với chị luôn nha. Ăn ngon nha. Cảm giác sao vậy Dũng? Cái đũa bình này là thiết kế nó hơi cong ở nhà nó lượng nè. Ui, ủa đổi đầu lại như leo sắc giống đổi sắc giống làm vô mắm ấy vậy. Ủa sao vậy Vũ? Thì đầu tiên vậy quá đặc biệt đó nha. Đây là quá, đúng là chất phát luôn á. Cả miếng cá cho nó ngon lắm, nó ngon đấy. Nhưng mà cá này gấp tới trưa mới chín rồi, gấp cục bà bự đi người. Ủa? Con đấy nè. Mất người cút cút đấy. Trời ơi, cả nhà mời cả nhà dùng cơm nha. Trời ơi, đôi đũa huyền thoại nha, có 102 nha. 102 này có thơm nè anh. Ngon lắm. Ngon lắm. Ăn nhẹ nhẹ chân lủng. Chén ở đây nào vậy? Bên nào chả chả. Chén ở đâu vậy? Công ty nào vậy? Cái này, cái bàn nè. Cái bàn. Đúng là trải nghiệm luôn. Chán mu. À dưa leo nè các bạn. Chị không biết. Chị Mông Kha này cũng ác ha. Ở nhà có chén có đũa. Không lấy lại luôn ha. Chị vậy? Chị quên. Quên chị quên. Quên chị làm hại giấc em rồi. Chị cũng ngon. Thở thua. Nhớ ha. Nhớ đời đời luôn. Tới đồng như tới đó. Ngon. Ây rồi. Bàn. Cái bàn. Cái đũa này ăn quá. Nó ăn tay mau không đũa gấp không được gì hết trơn. Chị ăn tay móc mau đũa đũa vậy. Chị gấp bên này qua bên kia. Nè, chị gấp cơm bên này đũa qua bên kia gấp đâu được đâu. Thì ăn tay à. Tại bóng. Ủa hả? Ủa. Đũa thì thật nè. Được rồi. Ăn tay giống em xua vậy đó em. Ừ. Ê, chích qua đây, giờ qua đây xíu ấy. Chích đây là cân. Đó, vậy đó. Đó. Trời ơi. Để em về anh xuống bài. Quá. Lát nữa rồi, anh Vũ xuống ghế cuốn ruộng luôn à. Chị hết con chán rồi đó. Bới cho chị con chán nữa coi. À, đi chị bới cho. Hỗ trợ. Hỗ trợ. Bới cơm cháy luôn đi cơm. Cơm cháy luôn. Cơm này bới xuống ga ga không. Đừng để nhả nhả lụng chán vậy. Nhả lụng chán. Cái này của công ty tài trợ. Đúng là trải nghiệm ngoài ruộng cả nhà ơi. Ăn cái này ơi. Dưa leo miền Tây với tôi. Có rau thì cũng ngon. Dưa leo cũng sắc theo kiểu nữa nè. Kiểu làm dưa mắm á. Đồ to đồ nhỏ.
đầu to đầu nhỏ. Ăn ngoài đồng về vui ha cưng ha. Trong cả nhà, từ lúc mà Bình biết làm YouTube tới giờ và thấy những cái kênh khác làm ẩm thực hay là thôn quê như thế nào, nhưng mà đặc biệt nhất tại nhà chị Mồng Tha thôi. Đôi đũa huyền thoại, chén huyền thoại nè. Chị múc đũa có được đâu. Múc bên này. Thôi lỡ cái này mà ăn canh thì sao chị? Chị nè, chị múc vậy đó. Chị múc xả bên đêm nay quay qua bên kia nè. Với anh múc được đâu. Rồi lỡ như mình ăn canh thì sao chị? Ăn canh. Chị không biết làm. Chị bên lấy nè. Cái lóc đó người con hút là hết rồi. Ăn canh mới sao để múc hút. Ờ mà ăn canh này lấy ông hút hút tiền á. Nó dòm chị không? À, anh Vũ, từ lúc em làm YouTube và em xem những tất cả các kênh khác, đúng không? Đúng rồi. Mà em nghĩ sao về cái cuộc bữa cơm bữa nay của anh em mình? Đây là bữa cơm của chị Mông Sa đãi thì nó phải lạ hơn người ta. Lạ không? Lạ. Chứ anh thấy thấy quá sốc luôn á chứ không phải lạ đâu. Quá đã. Chén mà để cơm vô nhẹ nhẹ. Sao lụng chén? Chén kiểu rồi chứ. Chén kiểu. Không ngờ chị Kha cho anh em mình. Ăn no đi đừng có mắc cỡ chị nha. Ở đây không có ai đâu, có lúa với bốn anh em mình. Không ai với cây cái còng, cây ban này nè, cây bàn. Có nhiều mà. Thôi ăn cá. Hả xưa? Ăn cá nè, ăn cá ăn cói rồi, có ra rồi. Đặc biệt ở đây là có hai cây còng. Bước bên người con luôn đi, sao? Đúng hai cây còng. Ừ. Con... Bước người con đi. Người con đi. Ừ, lấy nữa. Ừ. Ha, đúng con đây nè. Như chị con... Bẻ em đây nè. Này, hai chị em rồi nữa con. Đấy. Không, người con hả, năm con hả? Ừ. Ăn đây con. Mày ở nhà dùng cá. Cá ngon. Thật sự nước sông để nấu cơm ăn cũng ngon cả nhà. Đúng rồi, mình cũng được. Không, cái này là xài bằng nước sông hết rồi cả nhà. Ừ. Rửa rau hay là nấu cơm bằng nước sông hết nha. Không ngờ, chắc thôn quê. Nhưng mà nguyên một cánh đồng cũng cả nhà. Cái nhà đây là có hãng công ty chén, chén bên luôn. Chén đũa. Hãng à? Hãng công ty chén luôn đó. Chị lại nại bên lấy lại. Em không ngờ chị Kha luôn á. Vui. Em thật sự mà nói nè, ngay cả ngồi ăn đi dơ luôn. Cả nhà ơi, xin lỗi đi ha. Ngồi vẫn chạy với nè. Mà ốc bắt cua thì vui, về nhà ăn thì ngon. Cơm tự nấu tại ruộng, nhưng mà cá thì cá mua, cá đồng thiệt, nhưng ăn tại ruộng nó ngon thiệt, nhưng mà nó thấy hơi lạ lạ cả nhà. Bình Dương này độc lạ gì, độc lạ Sóc Trăng. Thiếu gì vậy? Thiếu gì? Nước mắm không? Không có. Ý mình ăn ngoài này nó thiếu cái gì á? Thiếu gì ta? Thiếu gì cần? Thiếu chén nè. Thiếu chén. Chén nó có tại chợ nè. Có chén mà để nhẹ, để bệnh lũng á. chén này mình sản xuất có bán ra không chị? Chắc chưa đó. Chưa có ai đặt hàng. Mình đặt hàng trước. Mình đặt hàng trước. Em cũng không ngờ chị Kha có một cái công ty chén luôn á. Với thêm nữa cưng, thêm nữa. Còn thêm mà. Em không ngờ quá chị Kha. Không chén nữa đi, nói gì nói. Cơm nhiều lắm. Ăn nữa không? Tao xua. Ừ, rồi, ăn cơm nè. Rồi. Mời cả nhà, một chén nữa. Cá này là mình nướng ra không có đập vô nha cả nhà, ăn luôn á. Ừ. Nó đồng quá không? Khi mà mình đi quay người ta, mình thấy người ta ăn, mình cảm thấy ngon đúng không? Mình thử cái cảm giác đó. Thấy. Từ lúc mà quay chị Gạo ở chị Mộng Khá đó nha, thật sự mà nói là biết cánh đồng thôn quê như thế nào luôn, chất phát rất mật mà.
Tại vì Thành bây giờ chỗ khúc nhà của Vũ đi cũng gần đô thị thị trấn, còn chỗ nhà Bình cũng gần thị trấn, thì cho nên nó mỗi chỗ nó đều phát triển, đúng không? Đúng rồi. Còn ở đây á thì thôn quê thật sự mà nói là ở đây là người ta kêu là ấp gì? Ấp Đại Úy. Ấp Đại Úy. Xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú. Xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú. Huyện Mỹ Tú từ nhà của chị Mộng Kha đi là khoảng mấy cây? Cỡ 7 cây. Nhưng mà 7 cây. 7 từ 7. Từ Cầu Trắng đi tới Mỹ Tú là 7 8 10 10 cây, mười mấy cây rồi. 20 cây á. Cây đó khoảng mười mấy. Chị không gần, không biết. Mười mấy 20 cây á cả nhà. Từ tầm đó đó, từ nhà chị Mộng Kha đi tới nhà huyện đó là mười mấy 20 cây á. Gần đổi không có được không? Ủa mà em nghe chị kể cái câu chuyện gì chị đi đi làm giấy chứng minh á, chị kể cho bà con của bác nghe coi. Chị đang đi làm bảo hiểm. Giấy chứng minh thì chị đi làm ở ngoài Sóc Trăng á. Cái khi chị đi làm giấy chứng minh rồi chị vô mà vô xã rồi đó, rồi mấy anh công an ở ngoài xã đó ký giấy cái gì đi rồi chị mới đi lấy giấy đi. Rồi giấy đi rồi chị nộp rồi mấy anh chụp hình chị, hồi ghi tên chị, hỏi chị để tên gì, để tên gái hay trai, chị nói chị gái mà để tên gái thì hỏi tên gì, Lý Thị Sóc Kha. Em nói không có thị đó, Lý Sóc Kha thôi, không có thị. Không cười với trời, thương cười chị. Vậy là người ta có hỏi chị là để tên gái hay là nam hay là nam? Chị nói đặt tên gái nè. Đặt tên gái hả? Gái chuyện là... gái thẳng mà. Gái là tên Lý Sóc Kha luôn hả? Lý Sóc Kha. Thị cũng được nhá. Lý Thị cũng được. Lý Thị Pịt cũng được á. Câu Pịt đó thì ở trong... Trong đoàn hát. Người ta đặt cho hay là mình tự đặt? Chị đặt ơn hả? Đặt chị, cho chị em cười vậy thôi. Chị đặt ên thì có giống như nấu chè này kia đổi tên không? Chưa. Hả? Mới mua có hai chai ổi với hai chai mận. Mận đặt tên. Đặt gì? Đặt tên. Chị đặt ên mà nó chơi chị đặt ên. Lý thầy chơi kịp. Cơm nữa hả chị? Chị nghĩ ha. Nồi, chị nồi. Mấy chén rồi công ty cho. Cơm ba chén rồi. Chị ba chén rồi cưng ăn đi. Chị ăn cá. Vậy là còn hai anh em, ba người. Đúng ăn ngoài ruộng, nhân nhòi vậy ăn cũng ngon lắm nha. Quật cá này mình chỉ có bỏ mà gì? Bỏ mật là cái gì? Mật là kêu bằng gì? Mật. Mật hả? Bỏ mật này là mình ăn ngon lắm. Bỏ mật thôi, chỉ có đắng mật thôi không? Mật đắng. Có lòng thịt mà không gì đó. Nè, đó. Ngon lắm. Nếu mình ăn ốc gì đó. Thật sự mình nói là cây nha, phải lái vườn. Cá còn nha. Ăn đi xua em. Đừng có mắc cỡ chị nha. Mắc cỡ gì đó. Ăn cho no rồi. Chua lắm. Lâu rồi không có gặp mà thẩu xua. Mình cũng vô tình là vô tình cũng gặp nữa tại vì tại đoàn xuống chơi đi mình chị Mộng Kha cũng nhờ quay quen Mộng Kha rồi giờ mới là gặp Thảo Xuân lại. Chị đi bán vé số á. Nhưng mà gặp em mình cũng không ngờ mà đốt sơ lược qua như vậy thôi mà ở chỗ chính là rồi. Chỗ đầu này kia không có máu rồi. Tại nó chín đều mà cái lửa than nó ấm lắm rồi không đưa đâu tôi được rồi chín đều rồi chứ ha. Bây giờ dẹp chén qua bên nè. Chén cả bên. Chén người ta nè. Ăn xong đi là sản xuất không ok rồi. Nó lủng á. Một năm thì mình bán được bao nhiêu chén? Chị đếm không hết nữa. Sao vậy? Sao đếm hết chị? Nhiều quá, chị bán nhiều quá, bán đếm không hết. Đặt hàng giao nhà tới nhà luôn. Thì bữa nay mình bán cái số mình có chừa lại một tờ hai tờ gì không chị? Không, chị bán hết rồi. Thì lỡ như mai mốt mình hên xui mai rủi thì chiều mình trúng một tờ sao?
Chị không dám chữa. Chị bán hết luôn, không có chữa. Hai chén cái à? Chị ba chén. Khó ăn quá, nếu mà ăn vậy ăn cũng từ ba chén hay quá. Tại cái nói chung là cái ăn chữ cá lá này á cũng cũng được, là một trải nghiệm luôn á. Giờ chị Mông Kha quay về hồi thời thời gì chị Mông Kha? Hả? Quay về hồi thời gì chị Mông Kha? Thời xưa. Thời hồi nào? Hồi năm nào? Trời ơi, chị khổ lắm hồi đó ha. Chị đang đi mà trồng núm á, con không biết trồng núm mà. Biết. Trồng núm ở ngoài quận gì nè. Làm bằng gốc quả hồi đó người ta cây lúa. Cây lúa có cấy có tám hạ, tám hàng. Một tầm. Cây thưa lắm. Cây thưa lắm, một tầm có tám hàng, chín hàng nè. Rồi ta cắt lúa xong xuôi rồi mấy chị đi nhổ gốc quả. Nhổ gốc quả rồi làm núm, hồi đó đâu đâu có máy móc gì đâu. Đập bằng chân, bằng giò không à. Vừa dắt trâu đạp. Như lấy thùng á, lấy thùng tưới nước rồi đạp vào 4-5 anh em này đạp một hàng gì đó. Chừng nào nó vừa đổ mèo vô. Đổ mèo vô. Mèo hay mèo? Mèo không phải mèo, mèo á, mèo gì đó. Để vô từng 7 ngày 8 ngày đó. Ta ủ. Ủ lại rồi từng 7 8 ngày có ra núng nhỏ lần đầu nó hơi ít chút. Chứ chừng nhỏ đợt 2, đợt 3 rồi đợt 4 gì đó nhiều lên đó. Cơm cháy. Ngon lắm. Núng gốc quả ngon. Bây giờ người ta không có làm gốc quả hết gã rồi. Làm bằng gôm rồi. Làm bằng gôm cuốn rồi. Bây giờ làm nhiều thứ lắm, cây chuối nữa. Ta làm theo lá chuối nữa. Thì đại bây giờ làm khác. Bây giờ thường ta làm ở trong công nghiệp luôn nhà. Chị không gần á, chị biết cái nhiêu thôi, biết cái mà làm bằng cục gà. Ăn á, anh em mình người miếng nữa, hết chưa? Dạ hết luôn đi. Ăn đi, còn đi nè, ăn đi. Tịnh hả? Chị no rồi. Nói ăn chơi. Rồi đi leo kìa, ăn đi nè. Không ngờ thiệt. Không ngờ bữa nay thiệt. Từ đó tới giờ luôn đó nha. Mỗi một người như vậy là tôi cũng đều là trên hàng ba hết à. Chị Mộng Kha thì 50 mấy nè. Chị 51, 52 mà không ngờ là chị Mộng Kha cho anh em YouTuber trải nghiệm. Trải nghiệm là mày ruộng chán công ty tỉnh đi. Không mà thật sự mà nói là ở đây là ngoài ruộng luôn á cả nhà, thì không có nhà, ở nhà tuốt xa mị bên kia kìa cả nhà đó. Thì chị Mộng Kha nếu mà gần nhà chị Mộng Kha sẽ chạy, Bình sẽ chạy qua nhà lấy à. Cái này đó hơi xa nhà, xa đó, cho nên là Bình cũng không có chạy qua. Thì chị Mộng Kha cũng đem đồ bao nhiêu thì Bình làm bấy nhiêu, đúng không? Nếu mà được sao mà có đi làm như vậy nữa, chị nhớ lấy đầy đủ đồ nha chị. Đúng rồi, chứ em thấy khó ăn đó. Chị nãy vên lấy, chị nói để rồi mà chứ chừng lại đây không thấy, cứ để vô rồi chứ thật hồi xưa nè chừng lại thấy, lại đây tới đâu không thấy. Lấy một chén một muỗng chị cứ nói lấy 4-5 chén rồi chừng lại thấy con chén một á. Nó để vô rồi lại thấy chén một chén đấm muối ớt có chén mình dùng cơm đâu. Chén đấm muối ớt không. Nếu mà một chén dùng cơm phải người dùng xong rồi tới người nữa. Thay phiên nhau. Thay phiên á. Người nó có chén đâm ớt thường còn có canh á. Vậy thì nó không vui. Gà không ngon. Gà cá. Trải nghiệm ăn ngon hết trơn. Cá ngon. Ăn thua ăn. Không rồi. Xong rồi cả nhà ơi, hết rồi đó, cuối cùng không còn con cá nào trên bàn hết. Ngon. Chị Kha nướng cá giỏi quá. Chị nướng từ từ thật, cá này dễ nướng hơn cá bự bự. Rồi hôm chỗ đoàn lũ tôi chơi hơn cái cô kia bả nướng cá chê với cá lóc bán á. Một mâm nhưng mà nó hết trơn thịt bách. Mình bán phải đi ăn dữ trời. Toàn cũng hổ dữ. Tối nay chị đi lãnh số chưa? Chưa. Chị Thảo Xua ở đây là đoàn lũ tô ngay với chỗ chị lãnh số không? Cũng lệnh ngay bên đó, ăn chỗ chợ chắc bên mà chắc bên ha, đi vẹo cua vẹo chút tới hả chắc
có gì á mình hẹn bà con cô bác mình sẽ cập nhật chỗ đoàn lô tô cho giai đoạn của chị Mộng Kha đi lãnh lãnh vé số đúng. Xong thì rồi bán như thế nào và bên cạnh đó thì chuẩn giống như là chuẩn bị đồ mới ra mắt cho bà con ha đó là lúc đó là chị hình như là đi nhà chị ấy á em có thấy là chị ấy cho là 22 cái đồng cả nhà đúng rồi đó với một cái đôi guốc nhưng mà chị Mộng Kha mang không vừa chị Mộng Kha mang không vừa rồi chị bự lắm 22 cái đồng đó với một cái đôi bông nữa là chị ấy đang đeo trên đôi tay nè đôi tay đó luôn có cho chị nữa. Lột ra cho luôn cả nhà không cái đó là thật sự mình đang ở đó luôn á chị đó chị Mộng Kha sao không có thấy đeo đôi bông thì nó không có đúng không chị là có đôi bông để làm hài thôi mình rút cuộc chị ấy là tháo cái đôi bông cho luôn đúng đó cả nhà thì chiều nay chị Mộng Kha sẽ biểu diễn những trang phục của chị Tha đúng không chị Tha phải không chị Tha cho cả nhà cũng giống là cộng đồng mạng quý bà con cô bác xem rõ nét đẹp khi mà chị Mộng Kha lên đồ rồi sẽ trở thành như thế nào ha cả nhà thì bây giờ video cũng khá là dài thì bà con anh chị em thì cũng đã dùng xong rồi ha cả nhà thì bây giờ thì mình cũng xin phép đi trước khi em kết thúc chị có lời gì muốn nói với bà con không? Trước khi kết thúc video này chị cũng xin gửi lời chúc cho bà con của bác mình một năm mới thật là đầy hạnh phúc và con cháu mạnh khỏe học hành chăm ngoan ngoan rồi chúc các bà mẹ các anh chị mình trong nước ngoài nước ở xa gần chị chúc năm mới ăn khăn thịnh vượng dân sự như ý là làm ăn phát tài đi tới đâu người ta thương tới đó trẻ đẹp dạ Rồi chị Thảo Xua có lời gì muốn nói với bà con không Thảo Xua có chị Thảo Xua cho chúc bà con trong nước ngoài nước cho làm ăn phát tài phát đạt rồi bước vô năm mới tiền vô như nước vậy đó thôi chúc bao nhiêu thôi nếu mà cả nhà chiều nay sẽ có hai người Thảo Xua và Mộng Kha ai là người đẹp hơn ha cả nhà đó khi mà đi ruộng thì thấy là Thảo Xua thì nét đẹp hơn chị Mộng Kha là 51% ha cả nhà khi mà chị Mộng Kha lên đồ rồi ha chạy ngang là phải chạy nước miếng đó chị Thảo Xua đó đúng không cái đó chắc anh chàng đẹp trai chắc buông nhiều quá ủng hộ vé số nhiều đúng không đó thì thôi nãy giờ thì mình cũng nói giỡn chơi rất là nhiều ha thầy có lời gì cũng giống như là sai sót rất mong là bà con cô bác quý cô chú anh chị đó thông cảm bỏ qua cho Bình và anh Vũ TV hay là Thảo Xua và chị Mộng Kha thì đây thì một cái video cũng giống như là chia sẻ về cánh đồng thôn quê dân hồi xưa chị Mộng Kha đã từng dùng cơm như thế nào đó cả nhà thì Bình bây giờ thì Bình và anh Vũ TV cũng đã trải nghiệm được rồi thì thôi thì Bình xin chào tạm biệt cái bye cả nhà ha chúc cả nhà xem video thật vui vẻ ha bye bye, bye.